Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tuyệt Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để được chuông bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Sau vòng 30 Premier League, Chelsea bứt phá. Chelsea đã có bước tiến quan trọng trong cuộc đua vào top 4 Premier League mùa giải này sau trận thắng ngược Aston Villa. Trong khi chức vô địch coi như đã nằm trong tay Liverpool thì cuộc đua vào top 4 Premier League vẫn rất hấp dẫn. Trước vòng 30, Chelsea chỉ hơn MU 3 điểm và có một loạt đối thủ tiềm năng khác bám đuổi, bao gồm Sheffield United, Wolves và Tottenham. Tuy nhiên, trong một vòng đấu thiên thời, Chelsea đã có thể bứt phá, tạo khoảng cách an toàn với các câu lạc bộ xếp dưới. Ở trận đấu sớm của vòng 30, MU và Tottenham tự cầm chân nhau tại London, sau đó đến lượt Sheffield United bất ngờ ngã ngựa trước Newcastle. Chỉ duy nhất Wolves giành chiến thắng trên sân West Ham, nhưng đội bóng này vẫn kém The Blues 5 điểm, ngang bằng MU. Một cái tên khác từng được kỳ vọng sẽ chân chân vào cuộc đua top 4 là Arsenal đã gây thất vọng lớn với trận thua phút chót trước Brighton. Với 11 điểm kém Chelsea và đứng dưới 5 cái tên khác, Arsenal gần như không còn cơ hội tạo ra bất ngờ. Thực tế, Chelsea đã khá vất vả để chớp lại cơ hội làm khách ở Villa Park. Đội bóng của Lampard bất ngờ để đối thủ dẫn trước ở cuối hiệp 1. Thế nhưng, sự thay đổi người chính xác và kịp thời của huấn luyện viên trẻ người Anh đã giúp Chelsea ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 60 và 62 để giành chiến thắng ngược 2-1. Kết quả này không chỉ giúp Chelsea tạo ra khoảng cách an toàn với MU và Wolves, mà còn giúp họ tiếp cận vị trí thứ 3 của Leicester City, đội bị Watford cầm chân 1-0 đúng vào phút chót. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, The Foxy đã có dấu hiệu sa sút và họ tiếp tục thể hiện kém cỏi trong ngày trở lại. Trên sân Watford, Leicester tấn công bế tắc suốt trận đấu và chỉ có bàn thắng ở phút 90 nhờ khoảnh khắc xuất thần của Ben Chilwell. Tuy nhiên, họ đã không thể bảo vệ thành quả vì một giây bất cẩn ở phút bù giờ thứ 3 khi để Greg Lawson tung người móc bóng ghi bàn trong vòng cấm địa như một tiền đạo. Lúc này, Leicester chỉ còn hơn Chelsea 3 điểm, nhưng họ có lịch thi đấu rất nặng. Nếu không cẩn thận, nhà vô địch năm 2016 thậm chí có nguy cơ bật khỏi top 4 trong trận đua cuối mùa khi họ liên tiếp đụng độ Sheffield United, Tottenham và MU. Ở nhóm cuối bảng, Norwich coi như đã buông súng khi thảm bại 0-3 trước Southampton ngay tại sân nhà. Trận thua này khiến chim hoàng yến bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với các đội xếp trên. Sau 30 vòng, Norwich có hàng công tệ nhất giải và hàng thủ kém nhì giải. Chính vì vậy có rất ít cơ hội cho họ vượt qua khoảng cách 6 điểm để có vị trí an toàn trong 8 vòng còn lại. Tình hình cũng trở nên đáng báo động với Bournemouth sau trận thua 0-2 trước Crystal Palace. Đội bóng của Eddie Howe bằng điểm với West Ham nhưng có lịch thi đấu rất nặng. Trong 8 vòng còn lại, họ sẽ phải gặp 5 trong số 7 đội đầu bảng. Nếu không cải thiện được phong độ, Bournemouth nhiều khả năng sẽ phải xuống hạng lần đầu tiên sau 5 năm góp mặt ở Premier League. Rooney dự đoán Liverpool sẽ giành thêm 5 chức vô địch Premier League. Cựu tiền đạo Wayne Rooney của Man United cho rằng Liverpool sẽ tiếp tục thống trị Premier League với dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp. Liverpool đang sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và giàu khát khao, sẽ không ngạc nhiên nếu họ tiếp tục thống trị Premier League trong năm tới. Jurgen Klopp là một nhân vật rất quan trọng, ông ấy có thể tái hiện những thành tích của Sir Alex Ferguson. Nếu Klopp ở lại thêm 10 năm nữa, Liverpool có thể giành thêm ít nhất 5 chức vô địch Premier League. Gore dẫn lời cựu tiền đạo của Man United. Rooney không ngần ngại dành những lời có cánh để miêu tả huấn luyện viên Klopp. Anh cho rằng với sự xuất hiện của Chelsea ở Đức, Liverpool có thể thu hút những ngôi sao đẳng cấp về Sheffield. Klopp là huấn luyện viên tài năng, những cầu thủ đẳng cấp thế giới sẽ muốn chuyển đến Liverpool để có cơ hội làm việc với ông ấy. Mặt khác, nếu Klopp ra đi, tôi nghĩ những ngôi sao hiện tại như Sadio Mane, Salah cũng sẽ tính đến chuyện rời đi. Nếu là chủ tịch của Liverpool, tôi sẽ làm mọi cách để giữ chân Klopp. Rooney nói thêm. Dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp, Liverpool đang tìm lại vị thế ông lớn ở cả Premier League lẫn đấu trường châu Âu. Liverpool vào chung kết Champions League 2 năm liên tiếp và giành chức vô địch ở mùa giải 2018-2019. Lữ đoàn đỏ cũng về nhì tại Premier League với số điểm kỷ lục là 97. Liverpool dính tổn thất kép, Jurgen Klopp lo ngay ngáy. Không chỉ mất 2 điểm ở trận derby Merseyside, Liverpool còn chịu tổn thất về mặt lực lượng với chấn thương của Jay Miner và Joel Matip. Không nằm ngoài dự đoán, Liverpool đã gặp rất nhiều khó khăn ở trận derby Merseyside với Everton. Trong trận đấu chính thức đầu tiên sau hơn 3 tháng, đoàn quân của Jurgen Klopp không thể được sức mạnh cũng như sự áp đảo vốn có và đành hài lòng khi ra về với 1 điểm. Thất bại trong việc giành chiến thắng, Liverpool còn chịu tổn thất kép về mặt nhân sự. Jamie dính chấn thương gân khuỷu và phải rời sân ở phút thứ 43. Sang đến hiệp 2, đến lượt trung vệ Joel Matip tập tễnh nhường chỗ cho Dejan Lovren vì bị đau ngón chân sau một pha va chạm mạnh với Richarlison bên phía Everton. Trong chia sẻ sau trận, Jurgen Klopp không giấu được sự lo lắng về tình trạng của hai cầu học trò. Chiến lược gia người Đức tỏ ra không mấy lạc quan về khả năng ra sân của họ ở trận đấu giữa tuần tới với Crystal Palace.
Milner cảm thấy có vấn đề với Gunquell, cậu ấy ít khi chấn thương và hy vọng lần này không phải là vấn đề nghiêm trọng. Milner đủ thông minh để biết mình phải dừng lại khi cảm thấy bị đau. Có lẽ cậu ấy không thể ra sân vào thứ tư, nhưng tôi mong cậu ấy sẽ trở lại ở trận đấu sau đó. Joel thì không may mắn sau pha va chạm với Richarlison và chúng tôi buộc phải đưa ra một quyết định nhanh chóng. Thực sự chấn thương kiểu đó rất đau đớn, tôi hy vọng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng nhưng giờ thì chưa thể biết được. Ở trận đấu với Everton, huấn luyện Klopp đã không sử dụng Mohamed Salah trong khi Andy Robertson còn bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký. Tuy nhiên, hai ngôi sao này không ra sân vì lý do thể lực chứ không phải là chấn thương và rất có thể họ sẽ tái xuất vào giữa tuần. Qua mặt Neno, De Gea là người gác đền tệ nhất ngoại hạng Anh. Với việc mắc lỗi dẫn tới bàn thua trong trận gặp Tottenham, thủ thành David De Gea của Man United lúc này đang sở hữu thống kê mà bất kỳ người gác đền nào ngoại hạng Anh cũng phải ngao ngán. Cụ thể, De Gea mắc đến 7 lỗi trực tiếp dẫn tới các bàn thua của MU trong 67 trận tại ngoại hạng Anh kể từ mùa giải 2018-2019 cho đến thời điểm hiện tại của mùa 2019-2020. Cùng có 7 sai sót sau 67 trận như De Gea, còn có Martin Drubaka của Newcastle và Jordan Pickford của Everton. Khác với 3 người đồng nghiệp trên thì Neno chỉ mất 61 trận từ mùa trước cho tới mùa này để mắc 7 lỗi. Lúc này, Neno đang là thủ môn có nhiều pha cứu thua thứ 2 tại Premier League với 113 lần. Vị trí số 1 thuộc về Drubaka với 118 lần, trong khi đó David De Gea đứng thứ 12 chỉ 78 lần. Ở trận đấu trên sân Tottenham, MU bị thủng lưới vào phút thứ 27 sau tình huống solo đầy ấn tượng của Steven Bergwijn. Theo như Roy Keane phân tích thì bộ ba Luke Shaw, Harry Maguire và De Gea đều mắc lỗi cho bàn thua này. Roy Keane chia sẻ như sau: "Tôi bị sốc với bàn thắng này bởi tôi đã xem bóng đá rất nhiều trong những năm qua, nhưng rõ ràng những bàn thắng kiểu này thực sự khiến bạn cảm thấy rất bực. Tôi không thể tin Shaw lại đánh đầu như thế sau tình huống phát bóng của thủ môn đối phương bởi khiến đồng đội rơi vào tình thế bất lợi. Maguire thì loạng choạng trước tốc độ và sự lướt léo của Bergwijn, còn nhìn cách De Gea xử lý tôi cũng thấy phát ốm. Nếu còn ở trên sân tôi sẽ trừng phạt De Gea ngay giờ nghỉ giữa trận và cho cậu ta ăn đấm. Đây là một thủ thành đẳng cấp thế giới nhưng cách bắt bóng thật đáng thất vọng. Bạn luôn phải thể hiện cá tính trong các trận đấu. Nếu được tôi sẽ không để De Gea hay Maguire lên chuyến buýt trở lại Manchester. Bọn họ đi mà bắt taxi ra về." Hòa một đều trước Tottenham, MU vẫn đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 46 điểm, còn Tottenham xếp thứ 8 khi có 42 điểm. Arsenal chi 14 triệu bảng mua được trung vệ về chấn thương nặng. Theo nguồn tin từ báo chí Brazil, Arsenal đã kích hoạt điều khoản mua được trung vệ Pablo Mari từ Flamengo, dù anh mới chỉ ra sân 3 lần và mới gặp chấn thương mắt cá chân khá nặng. Arsenal mượn Pablo Mari từ Flamengo vào tháng 1 năm nay, kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Do vấn đề về thể lực nên trung vệ người Tây Ban Nha chỉ có 2 trận đấu cho Arsenal trước khi mùa giải bị tạm hoãn vì dịch Covid-19. Trận đấu với Man City vừa qua là lần thứ 3, Mari xuất trận cho pháo thủ. Tuy nhiên, anh đã phải rời sân ngay từ phút thứ 24 vì chấn thương. Mọi chuyện càng tệ hơn với trung vệ 26 tuổi này khi anh được chẩn đoán tổn thương dây chằng mắt cá chân và dự kiến phải nghỉ thi đấu dài ngày. Theo thỏa thuận ban đầu, hợp đồng mượn Pablo Mari của Arsenal chỉ kéo dài đến ngày 30 tháng 6 tới. Trong bối cảnh đó, nhiều người cho rằng pháo thủ sẽ không mua đứt trung vệ này, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn tài chính hiện nay. Tuy nhiên, tờ Conuna de Fla tuyên bố Arsenal đã đưa ra lựa chọn ký hợp đồng dài hạn với Mari. Thỏa thuận này sẽ tiêu tốn cùng pháo thủ khoảng 14 triệu bảng. Trước đó, Arsenal đã trả cho Flamengo 4,5 triệu bảng để mượn anh vào tháng 1. Huấn luyện viên Arteta khẳng định ông muốn giữ chân Pablo Mari và chấn thương của trung vệ này không ảnh hưởng đến kế hoạch. Khi được hỏi nếu Arsenal có kích hoạt được khoản mua đứt Mari hay không, Arteta trả lời việc này không thể bị ảnh hưởng với cầu thủ dính cho thương khi đang làm công việc của cậu ấy và bảo vệ câu lạc bộ chúng tôi. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha kỳ vọng Mari sẽ kết hợp với William Saliba, người trở về Emirates vào tháng 7 tới, trở thành bộ đôi trung vệ mới tạo ra sự chắc chắn cho Arsenal. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết
ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để bật chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.